vừa mới đi coi nhà về, trên đường về thì ngang qua một cái con đường quá đẹp, lá vàng lá đỏ rụng bay tà le luôn. Nói chung á là mình đi xem những cái cảnh này á mình rất là thích, nhưng mà cái người á, cái người mà đi dọn nè, người đi dọn như thế này nè rất là mệt. Thì mọi người thấy không, đây là cái condo nè, mọi người nhìn vô một cái căn building á, nhìn vô biết cái condo là townhouse dễ lắm. Cái condo thông thường đó là nó mấy cái tầng nhà nó giống nhau đó, mọi người thấy không, là nó giống nhau, ban công mà nó giống nhau hết. Bây giờ sẽ dừng lại để mà cho cả nhà chụp hình, cho tiếp đi lại William xuống chơi với lại mấy cái lá này. Rồi vài bữa nữa là sẽ cho hai em xuống chơi với lại Tuyết. Cà đa là nó chỉ thế thôi, mùa thu là lá rụng, mùa xuân thì hoa nó nở, còn mùa đông thì tuyết rơi, đủ bốn mùa. Mùa hè thì ở Vancouver nó cũng không có nóng, nó tầm 25 tới 30 độ thôi, nó không có nóng. Phía bên này cũng là cái condo nè, là chung cư á. William đang được mẹ mang giày để chuẩn bị đi đi ra chơi. Đây là cái căn condo mà chuẩn bị giao nè, họ đang hoàn thiện đó. Đây rồi. Tiffany. Đi ơi. Đi ơi, đi ngồi chơi với. Mặt ra. Rồi, em Will xuống kìa. Rồi, William đã xuống chơi với chị rồi. Chó rồi Will. Gì mẹ, mẹ nó làm hiệu ứng hả? Hiệu ứng lá rơi. Còn dì hai thì đang chụp hình. Rồi. Chụp ba mẹ con trước nha. Rồi giờ ba nhảy vô nè. Rồi ba nhảy vô. Hiệu ứng lá vàng rơi hả? Một cái cảnh này không à, mà ba mẹ bé vô rồi dì hai vô rồi bà ngoại vô chụp với hai bé nữa. Lên hình sẽ rất là lung linh. Những cái quang cảnh ở Canada này á, thật sự là rất là dễ sống ảo. Chỉ cần ra đây lựa một gốc cây, ngồi trên cái gốc cây đó rồi chụp các kiểu các thứ. Bạn nào mà chuyên về chụp hình chụp ảnh là qua đây là chụp cái ngày luôn á. Cả nhà đang tác nghiệp. Mùa đông á, mùa đông mà ra ngồi cái ghế đây ngồi đợi xe bus là đúng bà luôn á. Ai mà ở bên Canada này á mà không có người thân bên cạnh, mùa đông mà phải ra đi xe bus ngồi ngay cái ghế này là thấm lắm luôn á. Thấm lắm. Ở bên nước ngoài mà không có người thân bên cạnh, mà mùa đông nó tới nha, không có người yêu bên cạnh luôn. Ở bên nước ngoài á, đặc biệt là những nơi mà có tuyết giống như Mỹ lại Canada á, mà khi mà mùa đông nó tới á, cái thời gian đầu tiên khi mà mình tới đặt chân tới nước Mỹ á, mình tới thành phố Des Moines, Iowa á, là mình ở chung với người thân mình, là mình ở ngay cái mùa tuyết luôn. Là cái mùa đó là mình phải đạp xe đạp, tại vì mới qua một tháng đầu là bên cái luật của bên Des Moines, Iowa là không cho người nước ngoài cũng như không cho du học sinh thi lấy bằng lái trong vòng một tháng. Là mà một tháng sau là mình đi thi lấy bằng lái, mình đậu mua xe liền. Thì trong cái tháng đó là tuyết đó rồi, mình phải đạp xe đạp, mình đi ra xe bus, cái chỗ nãy mình ngồi mình nói á, mình đợi xe bus tuyết rơi như vậy đó, mình đạp gần 5 tới 10 phút từ nhà mình ra tới cái chỗ ngồi đợi xe bus. Xe bus nó tới á, rồi mình mới lấy xe đạp mình bỏ lên xe bus, nó mới chở mình tới trường. Cái khoảng thời gian đó là mình mới qua Mỹ mà không có người thân bên cạnh, bạn bè á, thì nó cũng bận đi học đi làm, đâu có gần nhau đâu chơi nhiều được, mà mùa đông tuyết xuống mà mạnh là nhà ai nấy ở à, nó buồn kinh khủng. Nó buồn mà đợt đó là mình có thể nói là mình khá là tự kỷ luôn á. Tại vì nhà người thân mình á cho mình ở nguyên một cái basement rất là rộng. Ở dưới đó có bàn pizza, có phòng karaoke, có toilet, có giường, có chiếu luôn. Nhưng mà vẫn buồn tại vì xung quanh không có ai hết trơn á. Cho nên những bạn nào mà đi qua đây đi du học á, mà đi một mình á, ở những cái nơi mà có tuyết, giống như Mỹ lại Canada á, những cái thành phố mà có tuyết á, mùa đông là các bạn lưu ý nha. Rất là dễ bị trầm cảm, tự kỷ.
Đây là lá phong á mọi người, lá Apple á, cái lá mà biểu tượng của Canada, cái lá cờ, trên lá cờ Canada nó có cái lá này nè. Thôi hai đứa cho nó chơi mẹ, kệ, lâu lâu cho nó chơi dơ chút xíu đi. Will ơi, Will ơi, Will. Will, Will, Will. Đừng bỏ miệng nha Will. Tùy dễ ghét là. Ta làm chị mà, ông chị bỏ miệng á. Ông bỏ miệng á. Đây, Will, Tây, Tây, đừng ăn. Đừng ăn Tây, rõ ra. Bà, lá cây mà như là lá thuốc bổ vậy bà Tây. Mà kéo bụng William. kéo bụng em xuống William thấy lá vàng rơi rụng William, bóc lá bỏ miệng bụng lá bứt lá bứt lá con và bữa nó rụng vậy à. Người thấy William chơi ngồi tắt chân rồi dơ hết trơn luôn nè, ngồi với lá nè, dơ quá trời nè. Will ơi, thôi đừng múc tay không dơ. Bây giờ bóc lá nhiều rồi đừng múc tay. Thôi, bây giờ nghỉ ngơi rồi chiều đi ăn sinh nhật. Cười cái nhật con nha bạn. Cười mẹ cây ơi. Thôi. Kéo bụng em xuống ba. Nè, quý em nè. Quý em là thích chơi trò này lắm, thích đi như vậy.